Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 268 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nhất Ngùng Vi Định. Nhất Ngùng Vi Định. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. ở tập trước thì la phong chuẩn bị rời khỏi cái nơi mà hắn đã nhận cái trường thừa đoạn đông hà Mụ lăng chi chu to như thế nào chứ cái siêu cường giả phe đông đế thánh địa do bắt chân tinh chủ dẫn đầu luôn luôn giám sát nó không hề dám lơ là không nói chuyện những thủ đoạn dò xét khác chỉ nói về mắt thường với khoảng cách gần như vậy họ có thể thấy rõ ràng Mụ lăng chi chu ủa Mẫu lăng chi chu đâu mất rồi Biến mất rồi, vừa rồi, rồi mộ lăng chi chu đột nhiên biến mất á Nhanh, nhanh lên, ngân hài lĩnh chủ La Phong nhất định đã hành động rồi Mọi người chú ý các nơi, đừng để cho hắn chạy thoát á Bắt chân tinh chủ và 10 tên vũ trụ chi chủ, ai nấy đều cảnh giác Chỗ của họ mặc dù mắt thường có thể quan sát thấy mẫu lăng chi chu khổng lồ Nhưng bây giờ huyết sắc tháp lâu của La Phong lại cực nhỏ Thực ra nhất thời không thể dùng mắt thường quan kháng được Về phần thủ đoạn thăm dò khác thì không dám bao trùm khu vực mẫu lăng chi chu trước kia bởi vì họ sợ sẽ chọc giận đoạn Đông Hà. Các người ai nấy cứ dán mắt vào đó đi. Bác chân tinh chủ lập tức khẩn trương, liên tục hạ lệnh. Không được sợ ý chút nào. Một khi phát hiện ra có chí bảo lợi cung điện trên mũ lăng chi chu hoặc nhật thể phi hành nào đều phải chặn lại. Ngàn dặn lần không được để cho La Phong bỏ đi. Ủa dạ, dạ. Cả đám nói ngay. Thủy tổ đã giao phó cho chúng ta mấy lần rồi, lần này quan hệ cực kỳ trọng đại. Bác chân tinh chủ quát. Cả khu vực bên ngoài nữa Có không ít cường giả các thế lực Như là tử người thánh địa Thời đại luân hồi đế nhất Cũng âm thầm ẩn mình Cũng muốn dậy bắt người nhận truyền thừa Không thể cuối cùng bị thế lực khác chiếm mất chỗ tốt được Họ ừ, bắt chung nào Chúng ta có chỉ bảo chí cường Lướt mắt cả dương băng dục Các thế lực lớn cũng không bằng chúng ta Ở à, dám tranh giành với chúng ta chứ Hết sức căng thẳng Mộ lăng chi chu lúc trước sừng sững nguy nga lơ lửng giữa không trung Bây giờ đột nhiên biến mất Chẳng những đông đế thánh địa đã phát hiện đến cả một vài thế lực khác như tử nguyệt thánh địa thời đại luân hồi đệ nhất cũng đã phát hiện vốn các thế lực khắp nơi đang yên lặng như nước lúc này lại như nước sôi mộ lăng chi chu biến mất rồi người nhận truyền thừa sắp hiện thân hy vọng cuối cùng để tộc ta siêu thoát luân hồi bắt lấy người nhận truyền thừa mặc cho người nhận truyền thừa tiềm lực lớn như thế nào uy hiếp lớn như thế nào bất kỳ cường giả nào muốn trưởng thành đều nhất định phải có thời gian cho dù tìm được truyền thừa trong thời gian ngắn thì thực lực của hắn cũng chẳng mạnh lắm đâu một khi tới đại hạn tộc ta sẽ diệt vong trước mặt diệt vong tất cả không còn bận tâm gì không cần quản đông đến thánh địa Tử nguyệt thánh địa thánh địa vũ trụ ra làm sao cướp là được rồi đây là hư vọng cuối cùng của chúng ta đệ nhất chân chủ đệ tam chân chủ đệ tứ chân chủ đệ ngũ chân chủ đệ lục chân chủ của thần nhãn tục nhìn nhau sau khi truyền thừa hai vị chân chủ chết Cả thường nhãn tộc chỉ còn lại có 5 vị chân chủ Việc bắt người nhận truyền thừa lần này năm người này cùng tới đây Chỉ là cây cao thì gió cả Kết quả sẽ rất thảm Bị một bài học lúc trước Thường nhãn tộc lần này đã rất hạ mình Chúng ta nhìn trước xem Thử nguyệt thánh địa và đông đế thánh địa đấu nhau Còn có các thế lực khác của thượng đại luân hồ để giúp Tranh đoạt người nhận truyền thừa lần này Sẽ không hề đơn giản như vậy đâu Đúng vậy Chiếm được truyền thừa đoán đông hải nhất mạch khẳng định có thủ đoạn được tự bảo vệ Muốn bắt người nhận truyền thừa cũng không dễ dàng gì Chúng ta nhìn xem trước, cuối cùng tìm cơ hội Nằm chúng ta liên thủ hành động Với thực lực tuyệt đối bắt người này Năm chân chủ ai nấy trong mắt hào quang nóng cháy Lần này là một trận đủ để thay đổi vận mệnh Nhất thời cả viêm băng vực Gió dục mây vần Thế lực khắp nơi Trong số họ tuyệt đại đa số thậm chí cũng chẳng biết người nhận truyền thừa là ai Nhưng cũng không sao Họ chỉ muốn làm là bắt lấy người nhận truyền thừa Nếu Bích Tùng Giả xuất hiện Thì bắt Bích Huyết Tùng Giả Nếu Ngân Hà La Phong xuất hiện Thì bắt Ngân Hà La Phong kia vậy Đây là ý nghĩ của các tộc là Phong sớm đã biết ngoại giới Đã phụ kín thiên la địa võng Tộc nhân loại sớm đã nói cho hắn rồi Không nắm chắc thì tạm thời cứ ở trong mũ lăng chi chu Nhưng La Phong tài cao gan lớn Mà rất tự tin <laughs> Mặc dù thiên la địa dũng Ta cũng xung pha Huyết sắc tháp lâu hóa thành một luồng hào quang, di chuyển với tốc độ cao. Huyết sắc tháp lâu nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt. Ủa, cung điện phi hành? Ta phát hiện một cung điện phi hành, chính là huyết sắc tháp lâu, là La Phong. Di nhã chi chủ của đồng đế thánh địa vội truyền tấn cho khắp nơi. Hóng đồng bơi thẳng về phía khu vực của ta nè. dĩ nha, ta tới đây. Bắt chân tinh chủ mừng rỡ, vội truyền tấn dĩ nhà chi chủ cũng lập tức hóa thành một luồng hào quang đốn lấy tòa nhà hình tháp đó. Bắt chân tinh chủ ngồi trên chí bảo chí cường tốc độ nhanh chóng đột phá đến hạn chế của quy luật. Gấp ngàn lần tốc độ ánh sáng, vạn lần tốc độ ánh sáng, mười vạn lần tốc độ ánh sáng. Trồng nháy mắt đã tăng vọt lên, còn La Phong thì vẹn vẹn chỉ duy trì tốc độ cực hạn trăm lần tốc độ ánh sáng mà thôi. Vì Nhã Chi chủ còn chưa tới gần La Phung Thì bắt chân tinh chủ đã chạy tới rồi Ngân hại lĩnh chủ Theo ta đi tới thánh địa của ta một chuyến đi Có được không vậy? Thủy tổ đồng đế thánh địa ta muốn gặp ngươi một lần Một thanh âm truyền thẳng Vào trong huyết sắc tháp lưu Trong phùng điều khiển huyết sắc tháp lưu Là Phùng vác thạch đau Ánh mắt xuyên qua tinh thần tháp mà nhìn ra ngoại giới Đồng đế thánh địa hả? Là Phùng nhẹ giọng nói Không hủ lời địa nhất thế lực mà thực ra là người đầu tiên động thủ đi là bắt chân tinh chủ rồi ngài nói hắn đã từng cản trở mộ lăng chi chu các thế lực khắp nơi khá lâu hả bắt chân tinh chủ thanh âm la phong truyền thẳng ra ngoài ta còn có việc gấp phải về vũ trụ nguyên thủy để đến khi ta trở về sẽ tới đồng đế thánh địa cũng không muộn được không vậy xem ra ngân hài lĩnh chủ ngươi không nể tình thủy tổ thánh địa ta rồi bắt chân tinh chủ cười khẩy về vũ trụ nguyên thủy sao đợi La Phong trở về vũ trụ nguyên thủy, khắp nơi khác cũng chẳng ai có thể tiến vào vũ trụ nguyên thủy, muốn bắt hắn cũng không thể làm được. Chẳng lẽ đồng đế thánh địa các ngươi mời khách nhân là cưỡng ép người ta như vậy hả? La Phong vẫn rất bình tĩnh tự tin. Hừ, vậy đừng trách ta. Bắt chân tinh chủ ngồi trên một cái hình cầu nhiều mặt khổng lồ màu đen, bay tới trên đầu huyết sắc tháp lâu, rồi mặt quả cầu đen khổng lồ đột nhiên vỡ ra, một luồng sức hút cực mạnh đột nhiên tác dụng vào tinh thần tháp muốn cưỡng ép hút tinh thần tháp vào trong thu bắt chân tinh chủ toàn lực khống chế huyết sắc tháp lâu bị hút vào đột nhiên hư không tiêu thức lộ ra một chiếc mũ mộ lăng chi chu còn nhỏ hơn nữa vừa rồi vừa bị hút vào là phong cũng không muốn ngồi trên tinh thần tháp mà xông loạn tuy nói tinh thần tháp là chí bảo chí cường hắn có thể chống đỡ được nhưng mà tinh thần tháp phải dựa vào thần lực thôi động lần này thiên la địa võng dựa vào tinh thần tháp phỏng chừng sẽ mệt chết còn mụ lăng chi chu là loại máy móc cũng thoải mái hơn mụ lăng chi chu được đoạn đông hà cải trang một chiếc chí bảo chí cường cũng đừng mơ tưởng cưỡng ép hút mụ lăng chi chu vào hơn nữa hắn chỉ cần tiêu hao một chút thần lực là có thể dựa vào năng lực bản thân của mụ lăng chi chu thôi phát rất dễ dàng uy năng lại lớn nữa mụ lăng chi chu bắt chân tinh chủ nhìn thấy chiếc thuyền vừa xuất hiện lập tức biến sắc mộ lăng chi chu đặc thù này đã được đoạn đông hà cải trang thường nhãn tục để nhị chân chủ và để thức chân chủ chính là chết bên trong đó hút vào bắt chân tinh chủ kiệt lực muốn thông qua chí bảo chí cường hút mộ lăng chi chu vào mặc dù lực hút mộ lăng chi chu vẫn ầm ầm bắt đầu điên cuồng lớn lên lúc trước mộ lăng chi chu vẽn vẹn chỉ to bằng nắm đấm trong nháy mắt đã biến thành một chiếc thuyền khổng lồ ước chừng ngàn ức km. Chỉ thấy mộ lăng chi chu khổng lồ cuồn cuộn bắt đầu phi hành, căn bản không điếm xỉa gì tới lực hút của bác chân tinh chủ. Không ổn! Bác chân tinh chủ đã hiểu, xem ra muốn trực tiếp hút mộ lăng chi chu này vào là việc không thể. Ngăn trở! Bác chân tinh chủ ngồi trên quả cổ đen khổng lồ, âm âm va thẳng vào thuyền, tốc độ phi hành của gã nhanh như thế nào chứ? Mũ lăng chi chu cũng vẻn vẹn chỉ bảo trì trăm lần tốc độ ánh sáng mà thôi căn bản không thể tránh né được tựa như hỏa tinh va vào địa cầu quả cầu đen khổng lồ đánh thẳng vào mũ lăng chi chu mộ lăng chi chu khẽ rung lên rồi hòa tan hết lực công kích vẫn tiếp tục di chuyển không cản nổi bắt chân tinh chủ khẩn trương thần lực la phong thôi phát mộ lăng chi chu mà mạnh như vậy hả mộ lăng chi chu chính là một loại máy móc một bộ phận là dựa vào thần lực một bộ phận khác là dựa vào uy năng tự thân của mộ lăng chi chu mà nó còn được cải tạo bất luận là lực phòng ngự lực công kích lực phi hành mọi thứ đều mạnh hơn mộ lăng chi chu bình thường hàng chục hàng trăm lần nếu nói mộ lăng chi chu bình thường là thuyền nhỏ thì mộ lăng chi chu do đoạn đông hà tự mình cải tạo là một phi thuyền vũ trụ tự nhiên cấp độ không thể so được bắt chân tinh chủ chờ đến ngăn cận không dĩ nhã chi chủ đã bay tới nhanh nhanh gì không hắn bắt chân tinh chủ liền nói một lưu quan tím khổng lồ lập tức xé gió bay đi chỉ thấy lưu quan tím khổng lồ không ngừng lớn lên sau đó đón đồ bao phủ mộ lăng chi chu quan mang màu tím khổng lồ kỳ thực là một cái lưới kỳ dị một món chí bảo chí cường chuyên môn dùng để trói buộc khốn địch trời 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 Di nhã chi chủ kiệt lực khống chế Nhưng mặc cho cái lưới tím trói buộc Cố chặn lại như thế nào Nhưng mũ lăng chi chu vẫn rầm rộ di chuyển Bên ngoài mặc dù có lưới tím bao lại Nhưng lại giống như chỉ có thêm một tuần trang sức căn bản không ảnh hưởng gì Không cản nổi Tao không cản nổi Di nhã chi chủ nóng nảy Vậy công kích đi Bắt chân tinh chủ cũng nóng nảy Không hút vào được Cưỡng ép ngăn cản cũng không được dùng tất cả chí bảo chí cường trói buộc khốn địch cũng không làm được làm sao mà ngăn cản la phung mộ lăng chi chu hoàn toàn ngăn cách thần lực hư hóa mà bắt chân tinh chủ nóng nảy hóa thành hào quang chói mắt một luồng hào quang vòng cung khổng lồ trảm mạnh vào trên mộ lăng chi chu mộ lăng chi chu hơi hơi rung lên sau đó xem ra chẳng sao cả vẫn rầm rộ mà di chuyển vô dũng bắt chân tinh chủ trừng mắt Công kích vật chân cũng vô dụng mà Thủ đoạn gì đối với mũ lăng chi chu mà chưa dùng Đến cả muốn vây khốn đều không được mà Mũ lăng chi chu không hề chậm lại Vẫn di chuyển với tốc độ cao Bây ra xa Bên kia còn có đám siêu nhân vật của tử nguyệt thánh địa Và thời đại luân hồi đệ nhất <laughs> Mũ lăng chi chu thật mạnh mà Có lẽ ta cứ ngồi trên mũ lăng chi chu như vậy Xông thẳng tới là có thể xông thẳng ra khỏi tuyển vũ trụ rồi Là phong thông dông tử đắc loại cảm giác coi thường tất cả chí bảo chí cường các vũ trụ tối cường giả như vậy thật là sướng đây là chỗ hấp dẫn của bảo vật dùng máy móc mộ lăng chi chu khổng lồ rầm rộ xông lên không thể ngăn cản làm sao bây giờ bắt chung dĩ nhà chi chủ vội truyền âm hỏi cứ không ngăn cản như vậy tùy ý hăng tiến lên như vậy rất có thể xây dựng qua khu vực khống chế của chúng ta bên ngoài có thế lực của tiểu ngược thánh địa còn có thời đại luân hồi đệ nhất nữa đó là một đám siêu cường giả đó Đến cả vũ trụ tối cường giả Cũng có tới hai ba mươi người Ta biết Bác chân cũng sốt ruột Gã hiểu rõ tình huống Tuy nói La Phong là người nhận truyền thừa Nhưng cả vũ trụ hải Có rất nhiều thế lực thực sự cũng không sợ gì người nhận truyền thừa Chưa nói tới đám thời đại luân hồi đệ nhất Sắp gặp phải đại hạn Căn bản không sợ hãi cái gì Cái gì cũng dám làm Chỉ cần hai đại thánh địa Thì khi đã được hai đại thánh địa thủy tổ hạ lệnh tự nhiên chẳng ai sợ cái gì nữa cả lần này đông đế thánh địa bằng vào chí bảo chí cường rất nhiều bằng vào việc những nơi khác đều không đoạn kết lúc này mới vào được trong khu sâu nhất khống chế cả một khu vực đương nhiên những chỗ khác sở dĩ Nguyện ý bị vây bên ngoài ngoại trừ không đoàn kết và thực lực kém một chút nguyên nhân quan trọng nhất là họ không tin người nhận truyền thừa của đoạn đông hải nhất mạch lại dễ dàng bị gã bắt như vậy nếu thấy tình thế không ổn thì họ đương nhiên sẽ tiến vào trong. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Bác chân tinh chủ lo lắng vô cùng, đồng thời cũng nghĩ mọi biện pháp để ngăn trở La Phung hoặc vì khốn La Phung. Đi! Bác chân tinh chủ đứng giữa hư không, vung mạnh tay áo lên. Quả cầu đen khổng lồ với rất nhiều mặt, trong nháy mắt hóa thành một luồng hắc quang chói mắt. Càng phi hành, hắc quang càng to ra, Nói về thể tích, thực ra nó còn to hơn cả mũ lăng chi chua. Sau đó thì... Nó đánh thẳng vào mũ lăng chi chua. Mũ lăng chi chua chấn động nhưng vẫn không tổn hao gì. Thủy tổ, thủy tổ, ngân hài lĩnh chủ La Phong đang ngồi trong mũ lăng chi chu chạy ra ngoài. Nhưng mà ta căn bản không có cách nào ngăn trở hắn được. Đến cả chỉ bảo chí cường, chuyên ngăn cản nó cũng không ăn thua gì. Làm sao bây giờ đây? Hóa thân của hắn trong thánh địa vũ trụ hỏi thẳng đồng đế thủy tổ bắt không được hả Đồng đế thủy tổ chợt xuất hiện không thể căn bản là không làm được chiếc mũ lăng chi chu này cường đại hơn những mũ lăng chi chu chúng ta tìm được nhiều lắm Bác chân tinh chủ liền nói khẳng định là mũ lăng chi chu này đã được đoạn đông hà cải tạo nên rất bất phàm bất luận là dây bắt khốn địch trói buộc hay công kích linh hồn công kích vật chất tất cả các thủ đoạn được vô dụng mà Đồng đế thủy tổ cũng phiền não làm sao bây giờ đây lần này gã đã phái ra một đội ngũ mạnh nhất rồi mười vũ trụ chi chủ bậc sáu phối hợp với bắc chân hơn nữa gã còn cho bắt chân tinh chủ vài món chí bảo chí cường cho dù địch nhân có ngồi trong cung điện chí bảo chí cường bắt chân tinh chủ cũng có thể dễ dàng vây khốn mới phải đoán đông hà không hổ là đoán đông hà đồng đế thủy tổ nhíu mày ngươi luôn đi theo ngân hà lính chủ la phong đi đồng đế thủy tổ quát phải đi theo lần này không chỉ riêng là chúng ta tiểu nguyệt cũng muốn có nó nữa đặc biệt là đám điên loạn thời đại luân hồi đệ nhất không tự thủ đoạn gì người cứ đi theo mà chờ đợi có cơ hội sẽ cướp la phong nếu cướp không được thì sao bác chân tinh chủ lo lắng hỏi nói giỡn sao lần này thời đại luân hồi đệ nhất có trình một nửa vũ trụ tối cường giả thời đại luân hồi đệ nhị cũng tới đây mấy vị vũ trụ tối cường giả Vũ trụ nguyên thủy có lẽ cũng có một hai vị vũ trụ tối cường giả ẩn mình. Chỉ cần tính vũ trụ tối cường giả cũng phải tới hơn hai ba mươi người. Chứ được nói đám vũ trụ chi chủ còn không được bao nhiêu người. Thực sự đã tới mức độ hỗn loạn rồi. Bắt chân tinh chủ lợi hại tí mấy cũng khó mà bắt được La Phong. Nếu cướp không được. Đồng đế thủy tổ hơi chừng chờ, liền hạ lệnh. Không cứ làm như thế này nào nghe đồng đế thủy tổ phân phó bắt chân tinh chủ cũng kinh hãi việc này cũng bắt chân tinh chủ hơi không dám tin theo lời đó mà làm đồng đế thủy tổ phân phó dạ bắt chân tinh chủ cung kính đáp trong lòng thì thầm nghĩ rõ là một tinh gia hỏa gặp may mà viêm băng vực vì người nhận truyền thừa đoạn đông hải nhất mạch của văn minh cổ hiện thân trở thành khu vực cường giả tụ tập nhiều nhất vũ trụ hải. Là mũ lăng chi chú. Người dẫn truyền thừa ngồi trên mũ lăng chi chú tới rồi. Động đế thánh địa không bắt được, cũng không ngăn lại. Cơ hội của chúng ta rồi, động thủ. Khu vực bên ngoài, nếu một mình tử nguyệt thánh địa cũng căn bản là không thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, thời đại luân hồi đệ nhất cũng lo lắng không tranh giành được với các thế lực khắp nơi. Nên đám vũ trụ tối cường giả liền lập tức ra tay. Chỉ thấy giữa không trung, vô số công kích cường đại đáng sợ dễ dàng làm cho thời gian không gian hoàn toàn vặn vẹo vỡ nát có cái thì muốn hút Mộ lăng chi chu vào có cái thì công kích bừa bãi mãi vì sao đám người thực lực kém hơn mới có chút cơ hội xen vào hàng loạt tiếng va chạm vang lên Mộ lăng chi chu lần lượt rung động một con dị thú khổng lồ trên một đám ánh sáng gầm thét xông lên cánh chim lưng giáp khổng lồ trải ra miệng há rộng lộ ra hát động vô tận cắn thẳng vào mộ lăng chi chu cơ hồ trong nháy mắt có chín món chí bảo chí cường ầm ầm đánh vào con vị thú khổng lồ làm con vị thú khổng lồ rung động rồi tan vỡ luôn đáng mà đệ nhất chân chủ đệ tam chân chủ đệ thứ chân chủ đệ ngũ chân chủ đệ lục chân chủ của thần nhãn tục đều lộ ra sắc mặt dữ tợn Họ vừa rồi chính là nhắm chuẩn cơ hội, ngắm chuẩn lúc mộ lăng chi chu bị khắp nơi công kích, không khống chế được phi hành, đã lập tức ra tay, hình thành nên dĩ thú vĩnh hằng chân thần, muốn nuốt một cái. Thần nhãn tộc ngu ngốc, các ngươi cũng muốn cướp đi người dẫn truyền thừa hả? Nằm mơ đi! Xa xa, một giọng nói khàn khàn ngồi trên vương tọa xương khô màu trắng khổng lồ. Hỡi tộc ta đã sớm dán mắt vào các ngươi rồi. Hỡi tốt năm đại chân chủ thần nhãn tục càng thêm phẫn nộ thời đại luân hồi đệ nhất sinh ra thần nhãn tục và hài tục đều là những tộc quần nghịch thiên khi họ vẫn còn sống tại vũ trụ nguyên thủy hài tục từng tung hành vũ trụ đánh bại những thế lực tộc quần khác hung hăng vô cùng sau đó thần nhãn tục quật khởi thần nhãn tục quật khởi rất nhanh chóng chẳng mấy chốc đã áp chế được hài tục mà luôn áp chế hài tục hai tộc quần đấu với nhau gần ba thời đại luân hồi Lúc trước bảy đại chân chủ liên thủ đích xác hoàn toàn áp chế hài tục, nhưng bây giờ đã chết mất hai người. Hài tục khi đấu với thần nhãn tục căn bản cũng không cần quá cố sức nữa. Rõ là một đám điên loạn mà. Vừa rồi bị con dị thú siêu khổng lồ nuốt vào là phong cũng giật bắn người. Vừa chuẩn bị muốn khống chế mộ lăng chi chu nhanh chóng lớn lên, rồi xông thẳng tới làm con dị thú đó băng giải. Nhưng mà ngay lúc đó trong nháy mắt đã có rất nhiều vũ trụ tối cường giả khác công kích làm cho con dị thú vừa hình thành đã vỡ ra rồi. Trong 10 giây, có tới 16 món chi bảo chí cường công kích ta hả? La Phong trong sảnh điện khống chế mộ lăng chi chu cũng hơi giật mình. Tuy đã đoán được lần này có thể là thiên la địa võng, nhưng quả thực khi gặp phải cảnh này vẫn hơi giật mình. Dù sao lúc trước các vũ trụ tối cường giả cách mình khá xa, bình thường cũng sẽ không hạ thấp phẩm giá mà động thủ với mình. Duy có một lần là lần hư chân ma thần từng muốn tiêu diệt mình, rồi bị sông diện tổ thần ngăn trở. Nhưng hư chân ma thần e rằng cũng cảm thấy không hề để mình vào mắt. Hư chân ma thần đối với việc đó vẹn vẹn chỉ là thuận tay làm một chuyện nhỏ thôi. Lần này thì khác hẳn. Lần này hơn phân nửa vũ trụ tối cường giả thời đại luân hồi đệ nhất cùng với một vài vũ trụ tối cường giả khác đều hoàn toàn xem mình là mục tiêu. Mỗi người đều muốn bắt mình. Các loại âm thanh, nào là tiếng rống, nào là tiếng va chạm, tiếng nổ, hoặc là chi bảo chí cường loại cung điện, hoặc là chi bảo chí cường loại binh khí niệm lực, hoặc là chi bảo chí cường loại cận chiến, rất nhiều chiếc bắn thẳng vào mũ lăng chi chu, cũng làm cho La Phong phải mở mắt. Số chí bảo chí cường trong vũ trụ hải cộng lại quả là cực ít, bình thường đều ở trong tay vũ trụ tối cường giả. Hôm nay, nơi này sợ có tới một phần ba vũ trụ tối cường giả rồi. Không được rồi, căn bản không thể trung chuyển mẫu lăng chi chu, Mộ lăng chi chu chẳng hề trị xuất gì Chứ đừng nói là có vết xuất nào Thậm chí nó còn tiếp tục phi hành Đến cả việc làm nó dừng lại cũng không được Tất cả vũ trụ tối cường giả Đầu tiên là điên cuồng Sau đó chẳng mấy chốc đã phát hiện ra sự đáng sợ Của Mộ lăng chi chu Thậm chí các đại tộc quần đều không cố ý quấy rối Lúc trước sợ thế lực khác Cướp đi người nhận truyền thừa Do đó cố ý phá phách Chỉ như con dị thú khổng lồ thân nhãn tục Vừa hình thành đã bị công kích cho băng giải Bây giờ khắp nơi dường như rất ăn ý, bắt đầu không phá bừa bãi nhau nữa. Nhất thời uy năng tan vô. Ta không tin, nhiều cường giả như vậy mà không bắt được một chiếc mũ mộ lăng chi chu. Không giờ hài tộc không quấy rối nữa rồi, chúng ta mau mau động thủ đi. Nhất thời công kích trở nên đáng sợ. Ba ngón tay sừng sững kim sắc chợt xuất hiện, nắm thẳng lấy mũ lăng chi chu. Nhưng mũ lăng chi chu vẫn phi hành thẳng. Thực sự gạt bay ba ngón tay kim sắc khổng lồ, dị thú khổng lồ của thường nhãn tộc vừa xuất hiện cạp thẳng về phía mũ lăng chi chu mũ lăng chi chu vẫn tiếp tục phi hành động lực phi hành cường đại thực sự đánh bay cả con dị thú khổng lồ đồng thời không ngừng phồng lên còn lúc này vũ trụ tối cường giả các nơi khác cũng nóng nảy cũng liên tục ra tay khiến cho con dị thú cuối cùng cũng băng giải chiếc mẫu lăng chi chu sao lại mạnh như vậy chứ cho dù là chiếc bảo trí cường loại cung điện có thể ngăn cản mọi thứ công kích dường như cũng chỉ đứng một chỗ không giúp nhích mà thôi sức mạnh phi hành của nó lại mạnh hơn cả mười món chiếc bảo trí cường loại trói buộc cộng lại liên thủ cũng vô dụng ngăn cản không được khắp nơi đều hiểu là phùng hoàn toàn có thể phi hành như vậy mãi cho đến khi bay ra khỏi thuyền vũ trụ cho đến lúc trở về vũ trụ nguyên thủy <laughs> là phong bên trong mộ lăng chi chu thì thoải mái vô cùng có thể làm cho nhiều tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ hải thúc tủ vô sách như vậy quả là rất khoái mà La phong một luồng thần lực truyền âm truyền tới mộ lăng chi chu là phong khống chế mộ lăng chi chu tự nhiên là biết được ta là bắt chân tinh chủ đại biểu cho đồng đế thủy tổ muốn làm một giao dịch với ngươi bắt chân tinh chủ truyền âm giao dịch đồng đế thủy tổ hả la phong giật mình ở một góc viêm băng vực thời gian không gian méo mó trong khu vực thời gian không gian méo mó này lại ẩn nấp một ngọn núi màu xanh đoạn đông hà quá là danh bức hư truyền á à. tòa sân khách nhìn ra xa đầy tiếu ý bộ lăng chi chu đã được đoạn đông hà cải tạo lại có thể mạnh như vậy xem ra tao lo lắng quá nhiều rồi giá mà được xem truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch truyền thừa nhất mạch này hẳn hẳn là có tin tức về luyện bảo rồi Hồi dù sao cũng chính là một trong các cường thừa đỉnh cao Chỉ là dưới ý trí của vũ trụ nguyên thủy Cho dù đồ nhiên của ta sợ cũng không biết bộ phận cao thâm chính thức của đoạn đông hạ nhất mạch mà Tòa sơn khách khẽ lắc đồ Lập tức thời gian không gian đang méo mó đột nhiên bình phục Tòa sơn khách đã yên lặng rời đi Mặc cho vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ hải thi triển thủ đoạn Nhưng ở trong mẫu lăng chi chu là tuyệt đối an toàn dù sao khi đã nhận chủ là phùng hiểu rõ rất nhiều uy năng của một chiếc bộ lăng chi chu hơn nữa lúc này tuyệt đại đa số tâm tư đều đang tập trung vào giao dịch mà bắt chân tinh chủ đưa ra đại, đại biểu đồng đế thủy tổ thủ muốn thủy thủy giao dịch với ta hả là phùng thầm kinh hãi trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ đồng đế thủy tổ là ai đó là thủy tổ của một thánh địa cổ xưa nhất vũ trụ hải không hề nghi vấn gì là nơi giàu có nhất vũ trụ hải Giao dịch gì? La Phong truyền âm hỏi. Bắt chân tinh chủ bên ngoài thở phào một hơi. La Phong xem như đã đáp lại, có hồi âm là thuốc rồi. Sợ là sợ hắn không để ý tới. Lập tức, bắt chân tinh chủ vội truyền âm tới mộ lăng chi chu. Đầu tiên, chúc mừng ngân hải lãnh chủ đạt tới trường thừa đoạn đông hải nhất mạch. Tiếp theo, ta nói về giao dịch. Đồng đế thủy tổ tộc ta nói, ông ấy cần truyền thừa của ngươi. Ngươi đưa những truyền thừa tìm được, đương nhiên không cần bất kỳ bảo vật gì, chỉ cần thấy ký ức truyền thừa là được rồi ký ức truyền thừa hả <laughs> là Phong cười khẩy Bác chân tinh chủ nè ngươi không biết là đông đế thủy tổ quá vọng tưởng rồi sao các tộc liều mạng như vậy ta cuối cùng may mắn tìm được truyền thừa đoạn đông Hải nhất mạch. đông đế thủy tổ các ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy đi như vậy chứ đừng có mơ tất cả đều có thể nói chuyện mà Bác chân tinh chủ cũng không dẫn chút nào mà vội nói Tộc ta chính là thánh địa vũ trụ cổ xưa nhất cả vũ trụ hải Xưa hơn tử vượt thánh địa chẳng biết bao nhiêu lần Cũng tìm được rất nhiều truyền thừa Thậm chí cũng biết một chút về dài bí mật trong vũ trụ hải Chí bảo chí cường tộc ta cũng nhiều nhất Chỉ cần ngươi đáp ứng một dài bí ẩn truyền thừa của tộc ta Một giải bí mật Thậm chí chí bảo chí cường tất cả đều có thể đàm phán mà Không đàm phán gì cả La Phong trả lời thẳng một câu Hắn tuy rất động tâm Dù sao vũ trụ hải thần bí như vậy đích xác có rất nhiều thứ mà mình không biết. Đồng đế thủy tổ sợ cũng là người biết nhiều nhất. Bí ẩn truyền thừa, chí bảo chí cường đều vô cùng hấp dẫn. Nhưng ký ức truyền thừa là quan trọng nhất của truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Mà mình lại lấy ứng ký truyền thừa mà thề rồi, căn bản không dám vi phạm lời thề. Bác chân tinh chủ liền nói. Diễn dạng chỉ là ký ức truyền thừa, còn... Không cần nhiều lời đâu, nếu giản dạng là giao dịch như vậy thì thôi đi. Là phong bác bỏ. Bác chân tinh chủ nghĩ thầm Quả thực là như vậy mà Lúc trước đồng đế thủy tổ đã nói việc này Cũng không có hy vọng gì nhiều Hơn nữa đồng đế thủy tổ còn nói Loại truyền thừa cổ xưa thời gian vô tận Mà mỗi đời chỉ có một người nhận truyền thừa Để phòng bị việc truyền thừa lộ ra ngoài Họ khẳng định có thủ đoạn Vậy thì một bộ phận ký ức truyền thừa thì sao? Bác chân tinh chủ truy vấn Bộ phận hả? Là phùng động tâm cũng không vội cự tuyệt Đồng đế thủy tổ muốn bộ phận nào Bác chân tinh chủ mừng thầm Chỉ cần có thể đàm phán là được rồi Đương nhiên là kinh nghiệm tu luyện rồi Bác chân tinh chủ nói Thủy tổ tộc ta muốn có những kinh nghiệm Có liên quan tới việc tu luyện cấp độ cao thâm hơn Hoặc giảng thuật về kinh nghiệm ký ức truyền thừa <laughs> Thủy tổ các ngươi đúng là hiểu rõ Cái gì là quý nhất mà Là phong cười khẩy Trong ký ức truyền thừa Phân ra hạch tâm của hạch tâm là tam đại tuyệt học do tổ sư đời thứ ba lưu lại bình thường ký ức truyền thừa hạch tâm là kinh nghiệm tu luyện do các thế hệ đoạn đông hà ghi lại cùng với kinh nghiệm tu luyện của các siêu cường giả khác thu thập được bình thường truyền thừa có thể lộ ra ngoài cũng là trên một ức những viên ký ức chi thạch để bên ngoài đều là những truyền thừa cơ sở nông cạn thậm chí đến cả cấp độ vượt qua chân thần cũng là cực nhỏ có thể nói là căn bản của căn bản không hề nghi vấn gì Kinh nghiệm tu luyện tới cảnh giới cực cao là cực kỳ trân quý. Cho dù kinh nghiệm tu luyện của các cường giả không phải đoạn đông hạ nhất mạch, một khi được các thế hệ đoạn đông hạ thu thập cũng được xếp vào trong hạch tâm truyền thừa. Đồng đế thủy tổ muốn loại kinh nghiệm tu luyện ký ức truyền thừa này cũng thấy rõ được tầm quan trọng của nó. Đáng tiếc, ký ức truyền thừa cấp độ cực cao, tất cả đều thuộc phạm trù hạch tâm, là phòng căn bản không thể lộ ra ngoài. Có lẽ có thể lừa hắn một chút, Dũng liếng tục ta mỏng bảo vật rất ít có lẽ có thể lừa của đông đế thủy tổ dạy móng chí bảo chí cường tục nhân loại ta nhất thời sẽ cường đại hơn rồi dù sao ngoại trừ hắn ra thì chẳng ai biết rõ truyền thừa đoạn đông hải nhất mạch là cái gì giờ đó hắn hoàn toàn có khả năng lừa cho dù thất bại thì đã sao chứ có khi nào đông đế thủy tổ vẫn một mạch ở trong thánh địa vũ trụ lại có thể xông ra ngoài bất luận là truyền thừa mộ lăng chi du lúc trước hay lúc này về bắt mình hai đại thủy tổ vẫn một mạch không ra khỏi thánh địa vũ trụ hiển nhiên không phải là không muốn ra mà là có nguyên nhân gì đó khiến cho họ không thể ra hoặc không muốn ra đến cả truyền thừa đoạn đông hải nhất mạch cũng không thể làm họ ra ngoài vậy hắn cho dù lừa vài món chí bảo chí cường đồng đế thủy tổ há có thể ra ngoài được chứ hả một bộ phận truyền thừa hả là phong sau khi lóe lên nhiều ý nghĩ lập tức tổ chức sắp xếp lại rồi lạnh giọng nói thẳng Truyền thừa đoạn đông hại nhất mạch ta Đến cả ta cũng không có tư cách lũ ra ngoài Có hy vọng rồi Bác chân tinh chủ mừng thầm Gã được đông đế thủy tổ giao phó Biết khá nhiều Lúc này liền nói Ngươi không thể lộ ra ngoài Tự nhiên không buộc ngân hại lĩnh chủ lộ ra ngoài rồi Thủy tổ ta chỉ cần ký ức truyền thừa Về kinh nghiệm tu luyện Đoạn đông hại nhất mạch ngươi rất cổ xưa Khẳng định cũng thu thập một vài kinh nghiệm tu luyện Của các siêu tồn tại khác Miễn không phải là kinh nghiệm của các thế hệ đoạn đông hải Đem nó để giao dịch với tộc ta là được rồi. Biết nhiều như vậy hả? Là Phùng thầm kinh hải. Đáng tiếc Đông Đế Thủy Tổ không biết một việc. Đó là cho dù không phải kinh nghiệm tu luyện của đoạn Đông Hải Nhất Mạch vẫn bị xếp vào trong hạt tâm truyền thừa. Đông Đế Thủy Tổ không hổ là Đông Đế Thủy Tổ mà biết nhiều thiệt đó. Là Phùng mở lời. Nếu không phải là đoạn Đông Hải Nhất Mạch thì ta cũng có đó. Bắt chân tinh chủ càng thêm chờ mông kích động. Nhưng mà không nhiều lắm đâu Tổng cộng cũng chỉ có truyền thừa tu luyện của ba siêu tồn tại mà thôi Là Phùng nói Phỏng chừng không chỉ có ba đâu Bác chân tinh chủ thì thầm đoán Nhưng gã cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều Ngân hãy lĩnh chủ nè Ngươi đưa ra điều kiện Thủy tổ tộc ta muốn truyền thừa của ba vị này Bác chân tinh chủ nói Điều kiện thì đợi lát nữa mới nói vậy Là Phùng hỏi lại nhưng mà chẳng lẽ đông đế thủy tổ của ngươi không biết là Ký ức truyền thừa cấp độ trên vũ trụ tối cường giả Sẽ bị ý chí của vũ trụ nguyên thủy ảnh hưởng hả? <laughs> Đương nhiên là biết chứ Bắt chân tinh chủ nói thẳng Nhưng đoạn đông hạ nhất mạch ngươi hẳn là dùng ký ức chi thạch Hoặc thủ đoạn chứa đựng ký ức tương tự như vậy Thực lực của ngươi bây giờ không đủ Thật ra cũng không thể biết được tin tức này Nhưng thủy tổ tộc ta lại sớm đã siêu thoát luân hồi rồi Ngươi đưa ký ức chi thạch hoặc dược phẩm cùng loại cho thủy tổ tộc ta thủy tổ tộc ta tự nhiên có thể hoàn kháng rồi là phùng giật mình đúng vậy hắn không xem được nhưng mà cường giả siêu thoát luân hồi thì có thể thấy bây giờ có thể giao dịch chi tiết chưa vậy bắt chân tinh chủ truy vấn mười món chí bảo chí cường bí ẩn truyền thừa tộc ngươi bí mật vũ trụ hải là phùng mở lời nói thẳng bắt chân tinh chủ giật bắn người Thật ghê gớm mà đúng là dám mở lời mà mười món chí bảo chí cường cho dù là đông đế thánh địa vì thủy tổ không ra khỏi thánh địa vũ trụ nên trong vũ trụ hải đều là do những vũ trụ chi chủ lan bạc do đó cho dù thời gian dài đằng đẵng thì số chí bảo chí cường thu thập được cũng rất là ít bình thường đều là quy cho bản thân vũ trụ chi chủ số tùng kho trong tộc quần gộp lại ít tí đáng thương như tử nguyệt thánh địa e rằng phải lấy hết chí bảo chí cường của vũ trụ chi chủ của cả vũ trụ tối cường giả thì mới đủ hàng tùng kho của đông đế thánh địa cũng cơ hồ cạn kiệt Việc này, việc này cũng quá Bác chân tinh chủ muốn làm La Phong giảm bớt điều kiện Bí ẩn truyền thừa cũng như những bí mật vũ trụ hải Tổng ta biết không ít đâu Cái gì mà truyền thừa chứ, bí mật hả Đó chỉ là bổ sung thêm mà thôi La Phong truyền âm quát Bí ẩn truyền thừa của tộc ngươi Làm sao có thể so sánh với thứ mà ta bỏ ra chứ Có thể so sánh với truyền thừa ta có được hả Vì phần bí mật Đó là những bí mật thời gian vô tận lúc trước mà thôi Nó chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta thôi có biết hay không cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi Bác chân tinh chủ bất lực Mười món chí bảo chí cường không được thiếu một món nào Mà phải đủ loại từ loại cung điện, loại binh khí niệm lực, loại khu vực, loại linh hồn chân dân Là Phùng nói thẳng Thiếu một món là không cần nói chuyện nữa Bác chân tinh chủ giận tới mức muốn gầm lên Dễ dàng như vậy sao chứ Đến cả vũ trụ tối cường giả muốn có được chí bảo chí cường cũng phải liều mạng Chí bảo chí cường dễ dàng tìm được như vậy sao Mấy vị vũ trụ tối cường giả ở đông đế thánh địa Không có vũ trụ nhỏ Thực lực khá yếu Do đó rất ít ra ngoài Vì phần đám vũ trụ chi chủ lan bạc bên ngoài đoạt bảo Bình thường tranh đoạt cũng phải nhờ vào vũ trụ tối cường giả Thuần túy dựa vào thời gian rất dài Mới có được nhiều chí bảo chí cường như vậy Dễ dàng đạt được như vậy sao chứ Là phùng tham lam há miệng sư tử Muốn lấy 10 món sao Hắn không hiểu rõ Ngay cả bảy đại chân chủ trong thường nhãn tục rất nhiều vũ trụ chi chủ liệu mạng qua ba thời đại luân hồi cũng chỉ được mười món chí bảo chí cường mà thôi đặc biệt là sau chiến dịch mộ lăng chi chua có hai vị chân chủ đã chết sợ đến cả mười món cũng không tập hợp đủ nữa quyết định nhanh lên một chút đi tôi cũng không có thời gian lưu lại đâu la phong truyền âm nói đã yêu cầu của người rất cao ta phải hỏi thủy tổ một chút đã mau mau đi la phong thực ra tin chắc thường nhãn tục đều có thể tập hợp được 10 món chí bảo chí cường đồng đế thánh địa làm sao mà không có được chứ hành động lần này đồng đế thánh địa có khá nhiều chí bảo chí cường hiện thân xuất ra 10 món tuy nói làm đồng đế thánh địa vô cùng đau đớn nhưng cũng không đến nỗi bức bách đồng đế thánh địa tới mức lục sạch của đám vũ trụ chi chủ đồng đế thánh địa vũ trụ trong chủ điện của quần thể cung điện bắt chân tinh chủ thủy đậu bắt chân tinh chủ nhìn đông đế thủy tổ trước mặt đồng đế thủy tổ không thức giận chút nào ngược lại lộ ra vẻ hơi vui khẽ gật đầu nếu la phong thực sự có kinh nghiệm tu luyện của ba vị nhân vật cổ xưa mười món chí bảo chí cường cũng có thể cho hắn đương nhiên không dễ dàng đáp ứng hắn như vậy khi nói chuyện với hắn cố đàm phán cho tốt đi chí bảo chí cường chẳng liên quan gì tới đông đế thủy tổ hắn cả chí bảo chí cường tồn kho trong thánh địa hoặc cho dù có chết mất vài vũ trụ chi chủ mất đi vài món chí bảo chí cường đối với bản thân đồng đế thủy tổ cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đối với gã kinh nghiệm tu luyện nhân vật cường đại cổ xưa mới là chính thức có giá trị nhưng ta phải nghiệm chứng xem ký ức truyền thừa của hắn là thiệt hay là giả đồng đế thủy tổ nói không thể bị hắn dùng ký ức truyền thừa giả lừa đi mười món chí bảo chí cường như vậy thì đúng là chuyện cười to rồi bắt chân tinh chủ nghe mà đau lòng. Mười món chí bảo chí cường vừa nghĩ đã đau lòng rồi. Cả vũ trụ hải tổng cộng mới có được bao nhiêu chí bảo chí cường? Chừng một trăm món sao? Dám bỏ ra mười món chí bảo chí cường làm giao dịch, e rằng cũng chỉ có thủy tổ của hai đại thánh địa mà thôi. Phía trên là biển dung nham không nhìn thấy điểm cuối, phía dưới là đầm lầy đen vô tận. Một cực nóng, một cực lạnh. Viêm băng vực vô cùng nguy hiểm, lúc này lại trở thành chiến trường điên cuồng nhất các vũ trụ tối cường giả cao cao tại thượng sử dụng các chí bảo chí cường của họ nghĩ mọi biện pháp ngăn trở chiếc bộ lăng chi chu nhưng chiếc bộ lăng chi chu này vẫn bay với tốc độ cao chỉ là các vũ trụ tối cường giả vốn ai nấy đều có thể dễ dàng bay nhanh trăm lần tốc độ ánh sáng một mạch bay quanh nó đừng nói bắt được nó bây giờ thậm chí còn không ngăn được nữa không ngăn được thì biết làm sao đây chẳng lẽ chúng ta cứ một mạch đi theo như vậy Mũ lăng chi chu đâu thì chúng ta phải theo đó được sao chứ các thế lực lớn đều lo lắng bất lực Bác chân tinh chủ đã đưa 10 đại vũ trụ chi chủ dưới trướng thế đủ rồi lẽ an bài 10 đại vũ trụ chi chủ cùng nhau vây công nhất thời phe đông đế thánh địa có công kích thành thế cực lớn chỉ là bác chân tinh chủ dựa vào một chiếc chí bảo chí cường loại khu vực liên tục chạm vào mẫu lăng chi chu để duy trì thần lực truyền âm Ngân hài lĩnh chủ, thủy tổ ta đã trả lời rồi Mặc dù mở miệng nói như vậy Nhưng bắt chân tinh chủ thầm nghiến răng Hận quá mà Gã là một vũ trụ tối cường giả Sống không biết bao lâu rồi Vẫn còn chưa bao giờ thấy ai có được 10 món chí bảo chí cường Cho dù là hai đại thủy tổ Hai đại thủy tổ trước khi siêu thoát luân hồi Cũng chưa từng có 10 món chí bảo chí cường Mà phải sau khi siêu thoát luân hồi Sau khi họ đã trở thành Công thần lớn nhất tộc quần Thì họ mới có được một món không hề nghi vấn gì thủy tổ có thể dùng mọi bảo vật của tộc quần thậm chí là bảo vật của một vài vũ trụ chi chủ và vũ trụ tối cường giả thủy tổ chỉ cần ra lệnh một tiếng muốn cống hiến họ cũng phải ngoan ngoãn hiến ra vì nếu không có thủy tổ họ căn bản cũng không sống quá ba thời đại luân hồi do đó cho dù là hai đại thủy tổ cũng không thể dựa vào chính mình để có được mười món chí bảo chí cường rõ là tiểu tử nhân loại may mắn mà bắt chân tinh chủ méo mặt vừa nghĩ tới việc đông đế thủy tổ phân phó lại càng cảm thấy ghen ghét hơn. Đầu tiên là tìm được truyền thừa có thể nói là quý nhất vũ trụ hải. Bây giờ vẹn vẹn chỉ xuất ra một chút truyền thừa lại đổi lấy 10 món chí bảo chí cường rồi. Thủy tổ tộc ta nói ông ta sẽ đáp ứng đổi 10 món chí bảo chí cường. Bắt chân tinh chủ dùng thần lực truyền âm. Đáp ứng rồi sao? La Phong đứng bực dậy khỏi ghế mắt lóe sáng. Trong điện sảnh đi qua đi lại đây là thời điểm mấu chốt mà thời khắc rất quan trọng cho vận mệnh cả nhân loại nếu nói truyền thừa của mình văn minh viễn cổ của mình mang đến kinh nghiệm tu luyện sẽ làm vận mệnh của tộc nhân loại phát sinh bước ngoặt nhưng loại bước ngoặt này là phải cần một thời gian rất dài từng bước một thay đổi dù sao cường giả cũng cần thời gian rất lâu rồi từ từ bồi dưỡng không ai biết nhân loại bao lâu mới có thể sinh ra một vũ trụ tối cường giả kế tiếp nhưng nếu mà có chí bảo chí cường lại có thể trong nháy mắt giúp thực lực của tộc nhân loại có biến hóa mang tính căn bản. Tộc nhân loại rất thiếu chí bảo chí cường, nếu 10 món chí bảo chí cường đưa tới tộc quần, mấy nhân vật cực cao, đặc biệt là người sáng lập cự phủ mà được phân phối hai ba món chí bảo chí cường, tuyệt đối có thể giống như nguyên tổ lúc trước rồi, tung hoành vũ trụ hải. Còn hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, bành công chi chủ, những nhân vật cực cao đó, khi có chí bảo chí cường, sẽ được như lục trùng chi chủ tung hành vũ trụ hải, thậm chí không sợ cả vũ trụ tối cường giả nữa. Có sức mạnh đỉnh cao như vậy, thế lực tộc nhân loại sẽ đương nhiên tăng lên rất nhiều. Phần đàm phán sau sẽ rất mấu chốt đi. Đồng đế thủy tổ tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho ta ngay 10 món chí bảo chí cường. Đây là một lần đàm phán cho dựng mệnh nhân loại. Là phùng đầu ốc vận chuyển với tốc độ cực cao. Thủy tổ tùy đáp ứng, nhưng ngân hải lĩnh chủ cũng phải hiểu rõ đó Dù sao cũng là 10 món chí bảo chí cường Trong vũ trụ hải không có bất kỳ một thế lực nào có thể dễ dàng xuất ra Thủy tổ cũng không dám sơ ý nữa Do đó yêu cầu kiểm nghiệm trước truyền thừa của ngân hải lĩnh chủ là thật hay là giả Một khi kiểm nghiệm là thật Sẽ lập tức giao 10 món chí bảo chí cường Kiểm nghiệm hả? Là Phung hừ lạnh <laughs> Kiểm nghiệm như thế nào chứ? Tự nhiên là để đồng đế thủy tổ xem qua Chỉ có thủy tổ mới có thể xác nhận là thiệt hay là giả Bác chân tinh chủ nói Bác chân nè à, Ngươi có phải là khinh ta ngu ngốc hay không vậy Đây là ký ức truyền thừa Nhìn là thấy hết rồi Đông đế thủy tổ nếu đã nhìn qua Rồi không cho ta chí bảo chí cường Thì ta biết làm sao đi La Phong giận dữ nói Hơn nữa nghiệm chứng thực giả Là dựa vào ngươi nói thôi Vậy cũng toàn bằng một câu của đông đế thủy tổ mà thôi khinh ta ngu xuẩn phải không vậy H Tất cả đều có thể nói chuyện mà Bác chân tinh chủ vội nói Bất luận làm sao cũng phải xác nhận là thật hay là giả chứ Nếu không mười món chí bảo chí cường đưa cho ngươi Ngươi đưa cho đồng đế thánh địa chúng ta một thứ giả mạo Thì đồng đế thánh địa ta Được lắm Nếu các ngươi đã lo lắng như vậy Ta sẽ đưa ra một phương án nè Ngươi không đáp ứng thì việc này xem như bỏ qua vậy Là Phùng nói thẳng Ngân hài lĩnh chủ cứ việc nói đi Bác chân tinh chủ vội hỏi Là Phùng nói như chém đinh chặt sắt Phương án rất đơn giản, ta tổng cộng có kinh nghiệm tu luyện của ba vị nhân vật trong dân minh diễn cổ, lần lượt ở trong ba viên ký ức chi thạch. Các người giao cho ta ba món chí bảo chí cường trước, xem như đặt cọc. Ta đưa các ngươi một viên ký ức chi thạch để đồng đế thủy tổ các ngươi xem. Đồng đế thủy tổ các ngươi xem xong tự nhiên sẽ biết là thiệt hay là giả. Hắn ngoài miệng nói thật hay là giả ta cũng không quan tâm. Tiếp theo nếu muốn một viên ký ức chi thạch khác lại đưa ra bốn chí bảo chí cường đổi. Một viên ký ức chi thạch cuối cùng dùng ba món chí bảo chí cường cuối cùng mà đổi, Phương án như vậy đó, đáp ứng thì giao dịch, còn không đáp ứng thì thôi vậy. Là phùng thế rất mạnh. Việc này hơi quá mức, bà món chí bảo chí cường đặt cọc hả? Ngân hài lĩnh chủ nè, nếu ký ức chi thạch là giả, bà món chí bảo chí cường không phải đi đông sao chứ? Bắt chân tin chủ vội nói. Không được, việc này thực nói là không được. <laughs> Người cứ hỏi lại đồng đế thủy tổ đi. Là phùng cười lạnh. Ta tin rằng ba món chí bảo chí cường á, đối với tộc quần khác mà nói thì là rất khổng lồ Nhưng mà đối với đông đế thánh địa các ngươi cũng chẳng là cái gì cả Đến cả chút tiền như vậy mà cũng không muốn đưa ra Vậy cũng đừng nghĩ tới việc lấy được truyền thừa nữa Bắc chân tinh chủ vừa thương lượng với La Phong vừa báo cho đông đế thủy tổ Giao dịch lần này ảnh hưởng trọng đại Bắc chân tinh chủ không dám quyết bậy Nhưng mà đông đế thủy tổ với tư cách là nhân vật mạnh nhất của cả vũ trụ hải cũng sẽ không dễ dàng bị La Phong gây ảnh hưởng, trực tiếp phân phó cho bắt chân tinh chủ. Trong ba viên ký ức tri thạch, thì lần đầu tiên dùng một món tri bảo tri cường đặc cộng, dùng viên ký ức tri thạch đó để nghiệm chứng. Lần thứ hai dùng năm món tri bảo tri cường trao đổi, lần thứ ba dùng bốn món tri bảo tri cường còn lại. Đàm phán lúc cương lúc nhu, rồi như muốn rút lui, rất nhiều thủ đoạn đều là muốn dò xét tâm lý nhau. Việc này do bắt chân tinh chủ truyền lời là phùng và đông đế thủy tổ giao dịch lần này cuối cùng cũng đàm phán xong nội dung giao dịch là hai chí bảo chí cường đầu tiên sẽ dùng đặc cọc mà cam đoan trong hai món đó có một chiếc là chí bảo chí cường loại cung điện là phùng sở dĩ đưa ra yêu cầu này là vì lan bạc trong tam đại tuyệt địa vũ trụ hải thì chí bảo chí cường loại cung điện là cần nhất cực kỳ trân quý lần thứ hai là bốn món chí bảo chí cường để trao đổi lấy một viên ký ức chi thạch lần thứ ba Bốn món chí bảo chí cường trao đổi lấy một viên ký ức chi thạch. Địa điểm giao dịch là vũ trụ hải, bên trong vũ trụ nhỏ hư hổng số 00921. Thời gian giao dịch, đợi khi La Phong an toàn trở về vũ trụ nguyên thủy sẽ thông báo sau. Trùng Mộ Lăng Chi Chu. <laughs> La Phong không kìm được mà cười to. Hai món chí bảo chí cường hả? Có hai món chí bảo chí cường này, đặc biệt là người sáng lập Cự phủ. Ông ta trước kia đã có một món thần phủ rồi Được phân phối thêm một loại cung điện nữa Quả thực có thể tung hành vũ trụ hải Không đâu địch nổi rồi La Phong vô cùng hài lòng Người sáng lập cử phủ bây giờ mặc dù mạnh Nhưng chưa phải là vô địch Vì thần phủ là loại công kích Vì mặt phòng ngự là không đủ Đây cũng là lý do vì sao cự phủ thực lực rõ ràng rất mạnh Vẫn phải tương đối hạ mình Nhưng cũng lạ thiệt đức, Cả vũ trụ hải có thể thấy được những tin tức từng sâu hơn Trong ký ức chi thạch này Cũng chỉ có hai thánh địa thủy tổ mà thôi Đồng đế thủy tổ tìm ta Nhưng mà tử nguyệt thủy tổ vì sao chẳng hề có phản ứng gì vậy Khi hắn biết được là không thể bắt ta Chẳng lẽ không nghĩ tới việc giao dịch với ta sao chứ La Phùng thầm đoán Nhưng mà đối với hai vị thủy tổ này La Phùng biết rất ít Cũng không biết qua bao nhiêu thời đại luân hồi Mà cũng chỉ có hai vị thủy tổ Kỳ ngộ của hai thủy tổ này khẳng định rất bất phàm Đồng đế thủy tổ tìm tới tận cửa đổi chát Mình đương nhiên cũng không thương tiếc mà ngậm cho một miếng rồi nhưng tử nguyệt thủy tổ vẫn không nhúc nhích gì La phong lúc này không dám làm bậy bất luận như thế nào cứ lấy vào miệng mình cái đã trước khi giải quyết giao dịch với đồng đế thủy tổ phải lấy cho bằng được hai món chí bảo chí cường La phong thầm nói người sáng lập cự phủ đã lâu như vậy mới lấy được một chiếc thần phủ có thể tưởng tượng được chí bảo chí cường khó lấy được như thế nào tinh thần tháp của mình chính là do tọa sơn khách đưa cho đương nhiên quá trình nhận chủ lại rất gần với tử vong cánh chim trắng thuần túy là dựa vào cảm ứng thí ngô vũ dực mới phát hiện ra còn huyết ảnh đau khi thực huyết ảnh đau này chỉ là đau phôi bản thân đến cả một chút bí pháp cũng chẳng có gì cũng chỉ là mình quán nhập niết bàn tân sinh vào mà thôi đương nhiên tuy là đau phôi nhưng vẫn mạnh hơn các chí bảo chí cường để mới được xem là thứ mình dựa vào thực lực mà lấy được dù sao mình cũng phải cạnh tranh với vô số cường giả thông qua từng tầng sàng lọc cuối cùng mới đạt được truyền thừa mụ lăng chi chu một đường lan bạc thậm chí có khi cố ý bay vào một nơi nguy hiểm, chỉ như thỉnh thoảng tiến vào biển dung nham, ngẫu nhiên lại tiến vào một cơn lốc, một cơn lốc sâu ở khu trung, đến cả chí bảo cung điện đỉnh cao cũng có thể bị xé vụn. Nhưng là phong ỉ vào mũ lăng chi chu nên dám làm như vậy, vì hắn hiểu rõ uy năng của mộ lăng chi chu, hơn nữa có bản đồ chi tiết thuyền vũ trụ, do đó hắn cứ xông lung tung, thực sự đã bức bách cho một vài vũ trụ tối cường giả phải bỏ qua. Đáng hận mà, trong vùng xoáy hắc ám vô tận một cung điện đỉnh nhọn lơ lửng năm đại chân chủ của thường nhãn tộc cùng gầm lên họ nhìn theo mộ lăng chi chu đang bay ra xa Chạy! Chạy! để nhất chân chủ trầm ổn như vậy mà cũng không kìm được nổi giận tức giận hư một tiếng bỏ qua đi chúng ta bỏ qua tiếp tục truy nữa cũng chẳng ăn thua gì ta không tin nhưng loại la phong này luôn tránh trong mộ lăng chi chu con đường cường giả phải sinh thử tôi luyện Chứ bao giờ nghe nói về một cường giả một mặt Vừa vào việc trốn tránh không dám chiến đấu như vậy Mà có thể tôi luyện thành vũ trụ tối cường giả được Đúng vậy, hắn muốn trở thành vũ trụ tối cường giả Phải thực hiện trong thời đại luân hội này thôi Muốn tôi luyện sinh tử Hắn sau khi chiếm được truyền thừa đoạn đông hải nhất mặt vẫn phải tìm cho được cái thứ dùng cho tối luyện sợ khi giao thủ với vũ trụ tối cường giả hoặc mạo hiểm trong tam đại tuyệt địa trừ phi hắn mặc kệ không muốn thành vũ trụ tối cường giả thôi nếu không nhất định phải sinh tử tôi luyện sau này chúng ta sẽ có cơ hội thôi khi thế lực các tộc bỏ qua không cam lòng thì trong vũ trụ giả định một vị diện độc lập trước thần điện của cự phủ các tộc dù kéo tới rốt cuộc cũng phải bỏ qua đó <laughs> người sáng lập cự phủ cười to Lá Phong này quá thiệt tự tin mà Lúc trước nói cho hắn là ngoại giới nguy hiểm Còn dặn hắn nếu mà truyền thừa chấm dứt Mà phải ra thì sớm nói cho chúng ta biết Ta sẽ tự mình đi bảo vệ hắn Không ngờ hắn chẳng hề nói gì Đã ngồi luôn trong mũ lăng chi chu xông ra rồi ừ. Mũ lăng chi chu rất bức phạm mà Hỗn động thành chủ cũng gật đồ mà khen Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện Lá Phong Hỗn động thành chủ kinh hỉ hô Người sáng lập cư phủ thì đứng dậy đón Sư phụ, người sáng lập cư phủ, ta có việc vui nói cho các ngươi nè. La Phong cười, nói. Người sáng lập cư phủ có thể nói là cường giả số 1 số 2 trong cả vũ trụ hải ngoại trừ hai đại thủy tổ. Hỗn động thành chủ thiên tính rất trầm ổn, lúc trước truyền thừa đoạn đông hải nhất mặt đã làm cho hai người bọn họ hơi kích động. Còn khi La Phong vừa hiện thân, nói cho họ nghe giao dịch với đông đế thánh địa, cũng làm cho họ phải khiếp sợ. Mười món chí bảo chí cường hả? Hỗn động thành chủ không kìm được mà nói. Cho dù thực lực mạnh đến đâu Muốn đoạt được 10 món chí bảo chí cường Cũng là việc không thể mà Trước đây chưa ai dựa vào chính mình Mà đoạt được 10 món chí bảo chí cường cả Cho dù là nguyên tổ cũng khó làm được nữa Dù sao vũ trụ tối cường giả ỷ vào chí bảo chí cường Nguyên tổ cũng không nắm chắc hoàn toàn đến chết được Đặc biệt khi họ tránh trong chí bảo chí cường loại cung điện Đối mặt với bất kỳ cường giả nào trong vũ trụ hải Cũng có thể xem như tuyệt đối an toàn Ít nhất muốn dựa vào việc giết chốc đi cướp đoạt chí bảo chí cường Là việc căn bản không khả thi mà cư phủ nghe xong cũng gật đầu, nhìn về phía La Phong, vẻ mặt khen ngợi lẫn bội phục. La Phong nào, ngươi thực sự đã sáng tạo ra một kỷ lục rồi. Lợi hại. Hỗn động thành chủ cũng nhiệt huyết sụt sôi. La Phong liền nói. <laughs> không phải là ta lợi hại đâu, là truyền thừa đoạn đông hải nhất mạch lợi hại thôi. Chính xác là như vậy. Nếu là một vũ trụ tối cường giả tránh trong chí bảo chí cường loại cung điện, thực ra không ai phá được, đến cả nguyên tổ cũng không làm được. Cũng chỉ có một vài hoàn cảnh đặc thù ở tam đại tuyệt địa hoặc thủ đoạn đặc biệt của văn minh viễn cổ mới có thể làm họ chết đi. May mà trong số chí bảo chí cường thì loại cung điện vốn chỉ rất ít, do đó nguyên tổ mới có thể có sức uy hiếp như vậy. Hơn nữa cũng không có tới 10 món ghê gớm như vậy đâu. Là phòng giải thích. Đồng đế thủy tổ đâu có ngu vậy chứ, cho dù đối với đồng đế thánh địa, diệt suốt ra 10 món chí bảo chí cường cũng là một gánh nặng khủng lồ hắn sẽ không tới mức chưa thấy được truyền thừa mà đã lấy 10 món chí bảo chí cường cho ta rồi. <laughs> Đúng vậy, chỉ cần đặt cộng dao vậy đó cũng đã là hai món chí bảo chí cường rồi, trong đó lại có chí bảo chí cường lợi cung điện nữa. Có hai món này, tổng nhân loại ta tự tin sẽ khắc hẳn Thực lực ta tuy mạnh, nhưng mà khi bị dây công vẫn rất phiền phức Những thứ khác không nói, nếu ta có được một chí bảo chí cường lợi cung điện kết hợp với thần phủ của ta họ, ta chính thức không còn sợ hãi bất kỳ ai rồi. Dù lọt trụ dây công cũng không sợ chút nào Ta một người có thể dám đánh với hơn 10 vũ trụ tối cường gió Là Phùng phì cười Người sáng lập cự phủ rõ là Ta đến sát cần gấp cung điện trí bảo trí cường đó Cự phủ nói thẳng Bất luận là lúc trước Người truyền thụ kinh nghiệm tu luyện hệ thống văn minh viễn cổ Hay là trí bảo trí cường Thì cũng là cống hiến cực lớn cho tộc quân rồi Trí bảo lợi cung điện này là ta thiếu người một cái ơn lớn đó Ta vốn cũng định hiến cho tộc quân mà La Phong liền nói, mình đã có tinh thần tháp rồi, tại sao khi đàm phán lại nêu ra thứ này? Chính là lấy cho cự phủ, lan bạc trong vũ trụ hải có thể cảm nhận được rất sâu về sự tàn khốc, cạnh tranh giữa các thế lực. Ngoại tộc tranh giành, nếu tốt thì có thể chỉ vì bảo vật mà tàn sát, nhưng lắm khi không có bảo vật cũng sẽ chiến đấu. Nhưng thực lực của một thế lực càng mạnh thì lại càng ít người dám đi khiêu khích. Tộc quân Minh nếu là có một cường giả đệ nhất vũ trụ hải thì chắc chắn sẽ khác hẳn. Tộc quân khác thấy cường giả nhân loại thì họ sẽ nghĩ ngay tới cự phủ cũng không dám làm bậy. Đó là trụ cột của tộc quân. Đội lần này có hai chiếc bảo chí cường, một chiếc gì to, một chiếc thuộc về ngươi hả? Cự phủ nhìn La Phong. Không, chiếc kia dành cho sư phụ. La Phong nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Ta hả? Hỗn độn thành chủ hơi giật mình. Cự phủ chính là trụ cột tộc nhân loại, đưa một chí bảo chí cường cho ông ta sẽ có ích lớn nhất cho tộc quần. Hơn nữa cự phủ cũng cống hiến rất nhiều cho tộc nhân loại. Do đó có thể nói, việc này đương nhiên tất cả mọi người đều sẽ chấp nhận. Còn cống hiến của La Phong cũng rất lớn, mà chí bảo chí cường lại do La Phong lấy được. Mà sau khi La Phong tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch nên tiền đồ cũng vô hạn. Do đó chiếc kia chi cho La Phong thì mọi người cũng không có ý kiến gì. Nhưng đưa cho hỗn độn thành chủ hả? La Phong, cái đó ngươi cứ lấy đi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng, nói. Đây là chí bảo chí cường đó, Đúng vậy ngươi cầm đi Cư phủ trịnh trọng nói Ngươi không thể không có thứ gì như vậy được <laughs> Sư phụ nè Ta đã có truyền thừa đoạn đông hạ nhất mạch Các ngươi nghĩ rằng đoạn đông hạ nhất mạch Không chuẩn bị gì cho người nhận truyền thừa sao chứ La Phong cười Nói Vừa nghe như vậy Người sáng lập cư phủ hỗn độn thành chủ nhìn nhau Đúng vậy lời này cũng có lý Truyền thừa đoạn đông hạ nhất mạch Đích xác rất có thể sẽ chuẩn bị một binh khí Rất thích hợp cho người nhận truyền thừa mà uy năng binh khí này sợ cũng không thấp nữa. Trí bảo trí cường hả? Người sáng lập cự phủ kinh Hỷ nói là phùng gực đồ. Phương chi binh khí trong vũ trụ hải cũng rất minh xác chỉ cần là chí bảo hoặc bí pháp trên binh khí có thể đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả trở lên đều xem là chí bảo chí cường. Chí bảo chí cường là hàng ngũ cao nhất vũ trụ hải, vì cho dù bảo vực có nghịch thiên hơn nữa, chỉ như vượt cả cấp độ vũ trụ tối cường giả, thì nếu đưa cho vũ trụ tối cường giả cũng khó mà phát huy ra uy năng. Do đó đau phôi, thí ngô vũ dực, theo vũ trụ hải phân chia, vẫn chỉ là chí bảo chí cường. Không được. Hỗn độn thành chủ lắc đồ. Cơ hội này rất hiếm có, một cường giả trên người cho dù có hai chí bảo chí cường thì đã sao chứ, an toàn hơn mà thôi. Ngươi được truyền thừa, tin rằng việc tiến vào hàng ngũ vũ trụ tối cường giả cũng không phải vấn đề gì đâu, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Sư phụ, <laughs> vậy trí bảo chí cường cứ xem là ta thu đi Sau đó ta sẽ chuyển lại cho sư phụ La Phong cười hăng hắc Hốn đụng thành chủ giật mình Cứ quyết định như vậy đi La Phong đứng dậy Muốn tự thuyền vũ trụ ra ngoài Còn cần mất gần ngàn năm nữa lần Không dội mà Soạt, La Phong cứ như vậy hư không tiêu thức Hỗn đụng thành chủ, người sáng lập cự phủ nhìn nhau. Xem đi. Người sáng lập cự phủ cảm thán Lúc trước thậm chí có người còn lo lắng là phong quật khởi cũng nhanh như diễm đế vậy, cũng sẽ cực kỳ ích kỷ. Một thiên tài cường giả cực kỳ ích kỷ sẽ ngược lại hại cho tộc quân. Mà sự thật thì sao chứ? Là phong đích sát không tưởng tượng nổi mà, mạnh hơn diễm đế rất nhiều. Kỳ ngộ cũng huyền bí hơn, nhưng mà hắn còn tốt hơn tuyệt đại đa số chủ trụ chi chủ tộc nhân loại chúng ta nữa. Hỗn độn thành chủ cũng gật đầu. Cường giả thường sẽ lo cho bản thân, đó là việc rất bình thường. Nhưng trong những thời điểm mấu chốt, nó có thể nói rõ một vài vấn đề là phùng lần này đã muốn tặng món chí bảo chí cường thứ hai cho hỗn đụng thành chủ đích xác làm cho hỗn đụng thành chủ rất cảm động hết tập 268 của bộ truyện thung phệ tinh khung cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách radio